đây 2 ngày à. Vậy hả? Dạ em đâu có gặp liền đâu, để em thử coi sao. Điện không bắt máy luôn. Điện không bắt máy. Em ra sân bay rồi gọi điện bắt máy. Không bắt máy luôn. Trời đất ơi, lên chiếc xe em nói hả? Xe nó gặp cái xe con đó, nó không có cái máy lạnh đó, anh lên rồi chạy chút xíu cái nó tắt. Chút xíu cái nó tắt. Không phải em. Mình xe chủ nó sáu máy nó cũ đó. Ờ, mình bật máy lạnh luôn á. Bật máy lạnh luôn á là nó chịu không nổi lúc đây. Em rủ đi tắm. Rủ anh đi tắm. À dạ em mặc anh luôn. Tự nhiên cái rủ vô tắm. Ở đó dưới LA đúng không? Dưới nhà sang đúng không? Dạ, thì đi. Chuyện gì đến nó sẽ đến. Xin chào hai bạn. Trời ơi. Nhìn hai đứa là thấy muốn Tết rồi đó. Thêm chị nữa. Trời ơi. Em tên gì nè? Dạ, em tên là Phạm Thành Sang. Năm nay em 36 tuổi. Nghề nghiệp em là bên săn lấp mặt bằng. Em đến từ Long An. Phạm Thành Sang đến từ Long An làm nghề săn lấp mặt bằng. Dạ, còn đây là vợ còn em. Em xin chào quý vị khán giả ở trường quay. Xin kính chào chị Hồng Dân và anh Quốc Thuận. Thì em tên là Nguyễn Thị Kim Thảo. Thì năm nay em là 35 tuổi. Về quê chồng em là ở Đức Huệ, Long An. Đang là kinh doanh tại nhà. Cũng là có liên quan đến ngành bất động sản. Dựng. Chồng bất em sản. Thì sang lớp mặt bằng, em thì bất động sản. Như là sang xong rồi chia nền, chia lô là vợ bán luôn. Đúng không? Dạ. Nghe nè, kể cho anh nghe coi câu chuyện của các em lần anh đầu kể. Tiên hai người gặp nhau ở đâu nè? Em đầu tiên thì quen vợ là kết bạn qua điện thoại anh. Đăng ký bên tìm bạn bốn phương á. Mà đầu tiên bà chặn lắm. Điện báo bắt máy. Nói alo anh ở đâu vậy, cái tắt máy cực rồi. Em cũng khó chịu lắm bà này. Chặn mà thôi chắc chia tay sớm á. Chưa biết gì đâu, điện kiểu không tôn trọng á anh. Cách đây bao lâu em? Cách đây khoảng 6 tháng anh. Trời đất ơi, chứ là mới có 6 tháng thôi. Dạ. À. Vậy là mới cưới? Dạ. Trời ơi. À. Chắc chắn là sẽ có nhiều bất ngờ lắm anh chị. Gọi điện không bắt máy. Rồi em cũng lo đi làm công việc của em. Thì em cũng không quan tâm lắm nữa. Thì lâu lâu cũng nhìn thấy hình của vợ em đó, thấy ghiền liền anh. Mà đẹp quá mà. Ừ. Thích. Cái em mới để thời gian sau khoảng từng lễ sau em mới gọi lại. Là khúc này rồi bà móc máy. Cái đầu từ đó cái hai đứa bắt đầu nói chuyện không thấy hợp nhau. Đó thứ ba cũng giờ sáng rồi. Tại vì một ngày đó em nhận là 70 mấy cuộc rồi gọi lần. Ai biểu cái hình là... đẹp quá mà. Nên là tại vì mình đâu có thấy mặt đâu chị Hồng Dân. Nên là mình không muốn tiếp xúc nữa. Mà đêm nào đó, hả cũng gọi 1-2 giờ khuya hết trơn. Gọi lần 1 rồi lần 2 là em đi tiếp nhận. Là tại vì ảnh kể là do anh một phút là vài phút thôi. Anh nói chuyện vài phút thôi. Tại vì chia sẻ về cái gì tâm tư của ảnh. Thật sự ảnh đang tìm một người vợ là để mà gắn kết để làm ăn với nhau, thu xếp gia đình cho ảnh. Lúc đó là Sang ở đâu? Lúc đó em đang ở Long An anh. Còn là vợ em thì ở ngoài Hà Nội luôn. À em công tác ngoài đó, em đi làm ngoài đó là sao? Em là ra ngoài Hà Nội là sắp đi Nhật á anh. Nghĩa là em đăng ký đi Nhật mà em chưa kịp. Thì lúc đó là anh Sang mới gọi tiếp chuyện điện thoại. Thì anh mới mời em về Long An. Sau khi điện thoại hai đứa trao đổi nhau rồi mới hẹn gặp mặt. Hẹn ở đâu? Hẹn xuống rước vợ em ở Tân Bay Sơn Nhất. Em cho leo cây 2 ngày à. Vậy hả? Dạ em đâu có gặp liền đâu, để em thử coi sao. Xếp điện không bắt máy luôn. Điện không bắt máy. Là em ra sân bay rồi gọi điện bắt máy. Không bắt máy luôn. Tới 5 giờ chiều mới điện mới bắt máy là mắc lịch rồi nè. Giờ em ở đâu đó, em đang nhậu xỉn rồi. Lát nữa 8 giờ anh xuống rước. Cái 8 giờ em điện lần nữa tắt máy luôn. Trời ơi. Là em nói đòi tính Tết rồi đó. Tại lúc đó bạn em không có cho về. Nó rủ là tại vì lâu quá. Em nói rồi gặp kiểu này là thôi rồi chắc. Nhưng mà là sao em không quay trở về Long An rồi? Em quay về em chuẩn bị đồ ăn đủ rồi. Đừng ngày sau đừng bà nói bà về. Về chuẩn bị xong điện mà không bắt máy tiếp. Rồi lần thứ ba thì sao? Lần thứ ba thì xuống tới chỗ rước về. Coi như lần thứ ba em mới gặp được vợ em. Cái lần đầu tiên hai bạn chạm mặt nhau ở ngoài đời như thế nào? Em thấy anh sao? Em nhớ là ảnh lấy xe con anh đón em cũng chào anh rồi này kia nha, anh cũng chào mà anh không có dám nhìn em, anh không dám nhìn mặt thẳng vào mặt em. Đẹp mà không dám cái em nó không làm như bộ đẹp yếu đi chảnh với mình lên thì sao á nha. Cái em hỏi chứ anh có giận em không, cái nó không có gì không có giận. Cái xong hết trơn đi lên chiếc xe. Trời đất ơi, lên chiếc xe em nói hả, xe nó gặp cái xe con đó, nó không có cái máy lạnh á, anh lên rồi chạy chút xíu cái nó tắt, chút xíu cái nó tắt. Không phải anh. mình xe kiểu nó sáu máy nó cũ á đó. Mình bật máy lạnh luôn á anh. Bật máy lạnh luôn á là nó chịu không nổi lúc đây. Lúc đây chạy vô ngã tư luôn. Lúc đó anh biết sao, mồ hôi anh nó đổ. Đâu à, em sợ quê nữa. Quê nó tướng bả mặc đồ sang chảnh. Còn mình rước xe vậy đó rồi kiểu này chắc bả bỏ mình sớm. Trời em giái xong nó tự giái ông bà. Giái ở bên đổ máy cái em đề cháy cái máy đề luôn. Em đề phản là 35 cái nó mới nổ máy. Nổ con cái chạy về tới nhà luôn, hên quá. Từ đó sau em không dám bước lên xe đó nữa. Em mua xe mới luôn.
em thấy cái ngày đầu tiên á ấn tượng là tại vì thấy anh cũng tót cái mồ hôi, anh cũng nhiệt tình đi đón em, rồi tót cái mồ hôi cộng thêm chiếc xe nữa nó hành hoành hành ảnh á, em thấy giống như là ảnh cái chân tình đó nó lộ ra ngoài cái nét mặt nào đó là em đã thấy cái được ở chỗ đó rồi. Khi mà đi trên đường về á thì anh chở em về nhà gặp mẹ anh. Thì thấy cái gia cảnh ở nhà thì có một mình mẹ với anh à, là anh thì đi làm tất bật thì nghe mẹ anh kể, tại mẹ anh năm nay cũng 70+ tuổi rồi, cũng mong muốn là có một người dâu để về mà chăm lo cho ảnh, chỉ chủ yếu là như vậy thôi. Cái tình thương của ảnh á, mới đầu ảnh về dành cho em ấy là đầu của em mặc mấy ngày á, ảnh gom ga hết tất bật làm như xông xáo giống như là hai đứa quen là từ đời nào lẫn. Ảnh lo những cái từ ly từ tí là ảnh về anh tự anh giặt tay đó, em về anh thấy anh tự anh giặt tay đồ cho em, nên là em ấn tượng đó là kết chỗ đó đó. Nhưng mà anh nói thiệt nghe sang, cái đó là em làm thật lòng hay là em làm màu? Dạ thật lòng. Cái gì em cũng biết đó. Vợ em chăm sóc từ A tới Z. Móng tay khó như thế này em còn làm được mà. À về cái móng tay của em, cái móng hôm tay nay là chuẩn bị cho vợ một bộ tay là, để như là em đi tiệm, em đi sơn mấy ngày được 2-3 ngày. Cái anh học lớn, cái đầu anh về anh bắt trước cái anh đi mua nước sơn, mua cọ về vẽ luôn anh. Nhưng mà ở dưới nhà là lâu không? Dạ em ở cũng được vài ngày, gần tuần, gần có tuần á anh. Về cái em rủ trước. Em rủ đi tắm. Rủ anh đi tắm. À dạ em mừng anh luôn. Cái không gian, những cái tình cảm ảnh là dành cho em á là giống là cái thật ở trong đó đó. Hai đứa đã thích nhau trong điện thoại rồi, rồi gặp mặt hiện tại ngoài càng thích hơn nữa. Tự nhiên cái rủ vô tắm. Ở đó dưới LA đúng không? Dưới nhà sang đúng không? Dạ thì đi. Chuyện gì đến nó sẽ đến. đến. Vô Thảo có tắm cho sang không? Có. Dạ không có, mới vừa vô cũng ngại lắm anh. Sửng sốt lâu quá, hôm mình thấy kỳ kỳ, có thấy hơi ngại. Hôm đó em đứng em chết trăng vậy nè. Cái cảm giác của nó như thế nào? Lần đầu tiên khó tả lắm anh. Tắm trong nó lần tại nhà mình nữa. Dạ, nó lần mình luôn, kể không được. Nói chung là sẵn khoái lắm anh. Mà tụi em là hòa hợp về mọi chuyện đúng không? Dạ đúng. Dạ. Nói chung là hai vợ chồng là nó giống nhau là hầu như là 99%, kể cả tính tình. Nói chung là thân thể em có gì vậy? Có đó. Cái nốt ruồi cũng giống nhau nữa nghe. Đúng rồi. Nút ruồi nó mọc chỗ ấy á, chỗ kính á, giống y luôn. Có luôn hả? Có luôn. Em mấy mọc vợ, em mấy mọc giống y chang hết luôn. Trời đất ơi, nghe vậy. Ấn tượng luôn á anh, làm lúc nào về có nhiều cái lắm. Anh cất giọng hát lên cũng rất là hay. Cái anh kêu em á hát một câu giọng cổ đi. Cái em nói thôi em người Tây em hát được, em hát giọng cổ được. Thôi bây giờ hôm nay em hát thử một câu giọng cổ cho anh nghe đi sao? Dạ. Sau đó là tới Sang phải đáp lại một câu trong chuyện tình không dĩ dạng nha. Dạ. Tái hiện lại cái thời gian mà hai bạn coi như là song ca với nhau. Dạ em hát cái bài ruột của em hay hát á là bài Tiếng Chày Trên Sóc Bông Bo. Rồi. Dạ. Vô giọng cổ nha. Dạ. Bông ai thập thoáng dưới trăng, có phải anh giải phóng quân về thăm xóm nhỏ, để nhớ lại ngày nào sóc bom bo còn mịt mờ trong khói lửa, người bom bo sống giữa căm hờn. Quá em ơi, hay quá. Anh rất mê cái câu này của cô vợ em hát mà em nổi óc luôn anh. Anh thật sự anh rất mê cái câu này của nghệ sĩ Tú Thanh Kim Huệ, mà trời ơi bữa nay em nghe trời ơi, nghe là cái làn hơi này. Ôi hay quá em ơi. Hôm nay về làm mưa làm gió ở địa phương em lấy 2 giải rồi. Một cái 2 giải rồi hả? Cái gì hay chồng xuân ca vậy hả? Rồi giờ tới em đi. Em hay là Khang Tiến, em cũng bên cương cổ 2 giải lên một câu thôi. Người ta thì hát á là một câu, còn em hát là một câu hay hơn. Một câu hay hơn. Bây giờ em hôm nay em bị bệnh. Không sao cả. Rồi. Này hơi xa cách. Đứng lên luôn, đứng lên đi cho nó có hơi. Yo. Thôi Thảo ơi, đừng gọi tên sáng nữa mà chi cho giây phút chia ly thêm nặng sầu đưa thêm. Vì lắc nữa đây dù hai ta mà được một phút đời dịu diễn thì em ơi lưu liên mà chỉ yêu đường để làm gì rồi tính cũng biết ly. Về đi em đừng gọi tên anh nữa mà chỉ cho mắt lệ rưng sâu. Rầm khí trời ơi. Quá. Cái cặp vợ chồng này phải tham gia chương trình Chuông Vàng Giọng Cổ đi. Dạ hôm nay em hát đủ luôn, nhờ anh với chị.
Trời ơi, hay quá. Nó nghe nè, tụi em vậy là tụi em giống như là hợp quá luôn. Tức là dạ, cái gì cũng hợp á đúng không? Từ dạ, cái giọng hát rồi dạ, cho tới cái lối sống, cho tới cái dạ, sở thích. Mà em có tật sống vậy nè. Dạ. Vậy em hát hay anh, công nhận đúng không? Mà đi hát ai cũng đồ song ca đó. Mà em sao chứ? Ai cũng đồ xích lên song ca vợ em. Em mới nói người nào lấy giải được duy nhất tôi đi hát. Tôi hát dở thiệt. Nhưng mà em ráng em hát lát đi về mình đó. Anh nói trước mà hát người ta lát đi bộ. Đi bộ về em về trước. Là ghen đó, ổng ghen dữ lắm đúng không? Dạ. Nhưng mà em thì sao? Em có ghen với anh Út không? Dạ có chứ anh. Ghen ai không có ghen? Em ghen dữ lắm. Em ghen sao? Em bắt ảnh sao? Đó, em ghen về nè, ảnh đi ra ngoài đường, ảnh đi với em, ảnh ghen nó trời em nhỏ đẹp em. Tự nhiên nó ủa sao đi em mà anh tự nhiên em không đẹp á, ghen nhỏ ra đẹp. Tự nhiên cái máu em mới lên tới đây rồi đó. Em hành động sao? Em làm trời sao? Trời ơi, cái em nói không được nha, em nhắc em nhéo anh dữ lắm luôn á. Em nói không được nha anh, không được nha. Không phải nói nhẹ nhàng đâu, mặt xỉ thôi. Thầm thứ xỉ mà thầm sự. Còn tả ghê. Sau bao lâu tụi em làm cưới? À dạ, khoảng 2 tuần rồi, hai. Không, cần cả tháng em. Cần cả tháng à? Dạ, dạ. 1 tháng rồi. Dắt đi dưới ra mắt coi gia đình với lâu quá trường kỳ quá rồi mới đám cưới. Dắt đi dưới coi có chịu rể không? Trời ơi, hồi đó bà cũng dắt về mấy người rồi, bây giờ đâu chịu đâu. Về á, cha mẹ em giống như là nhìn ảnh hả, nói chung là chịu liền, kêu ra gấp cưới liền, ai cũng khen điếu đổ nó hỗ trợ mày lấy chồng đi. Chị Hồng Giang với Quốc Thượng biết sao, bị hồi xưa giờ gặp toàn là Lý Thông không à? Lý Thông không có thật xanh. Bây giờ này thật xanh, thật xanh đúng không? Trời ơi, thấy ghét thiệt chứ. Một tháng sau là đám cưới luôn. Là ngày được mấy tháng rồi cưng? Nay cưới ngày được mấy tháng? Chợ có hơn. Ngày 11 tháng 6 mình làm giấy kết hôn. Mà đúng có ngày 21 tháng 7. Tính từ thời điểm quen nhau, từ gặp nhau ngủ chung đã 6 tháng. 6 tháng hơn rồi. Trời đất ơi, dài 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 hơn quá. Trường kỳ. Dài. Rồi từ lúc cưới nhau tới bây giờ là mới có 4 tháng, 5 tháng à? Dạ. Son quá son luôn rồi. Dạ. Rồi chắc là dính nhau như Sam đúng không? Dạ. Hình như là không thể rời nhau. Chưa bao giờ mà xa nhau quá một. Có bao một giờ mà không đi sang lấp mặt bằng mà cô ấy đi theo luôn không? Có chứ anh. Hiện tại nè, ngày hôm nay luôn. Em đi làm buổi sáng. Bữa nay xe nó hư em phải tới em sửa phụ tài xế là mình mày em nhớ không? Là vẫn chở vợ theo. Bỏ lên xe. Bỏ lên xe, bận mới lạnh. Để trên xe xuống. Thì đi trên xe ra. Thì sợ em buồn nên là mua những cái đồ ăn lặt vặt cho em. Nên là ghét rồi em về từ lúc nói em về với anh là 58kg mà giờ là 68kg rồi. Những lúc mà đi vệ sinh cũng đi chung nữa. Trời ơi, đi vệ sinh mà cũng đi chung nữa. Dạ. Dạ. Nên dính gì xàm vậy, là đúng rồi. Sợ ông mất cái gì, chổng hay sao mà đi chung vậy. Không phải anh, có nghĩa là ở miền quê mà cái nhà vệ sinh đó nó hơi xa tí xíu cái nhà mà em thì sợ ma. Em sợ ma nên em phải kêu anh đi theo. Em phải kêu anh theo. Bây giờ còn tắm chung không? Dạ còn. Còn tắm dạ, chung? Dạ, giận ví dụ như lâu lâu hai đứa cãi nhau rồi nha. Mà không cho em là, không cho em được tắm riêng. Cãi nhau vậy đó. Em giờ em có tắm không? Cái nó không? Không, đang giận mà tự nhiên kêu đi tắm chung là sao? Anh đi tắm đi, mình anh đi. Cái này không tắm luôn. Bắt em là phải vô tắm đàng hoàng. Rồi giờ biết. Sao ta nãy giờ kể chuyện toàn là thấy màu hồng. Dạ. Cái gì cũng là tươi vui cả, hạnh phúc cả. Có lẽ là không có cái tật xấu gì mà lòi ra đúng không? Dạ có nha. Có chứ. Đâu sao đâu, tật xấu của cổ sao? Cổ hả? Không thích em nhìn phụ nữ đó. Em thí dụ như chị Hồng Vân, em theo chờ chị hôm nay chị đẹp quá. Không nói đó, chút mặt xì xuống là em biết khó chịu à. Về kiếm chuyện. Ghen quá phải không? Yeah. Ghen quá. Ghen. Lắm lúc về, khi em lớn tiếng anh. Em mà em nạt lên cái là bà khóc. Bà khóc suốt. Cái lát bà trốn mất tiêu. Không đi đâu. Đi vòng vòng nhà anh, trốn nhà anh, đi kiếm đâu được đâu. Mà trời mưa nó ác lắm, đi lội tay chân mình mẩy em sình bùng không đi kiếm. Coi có lọt kinh lọt đề gì không. Kiếm đã đời cái vô thấy em thấy tội quá tự mò vô. Tại em thấy kiếm, tại em trốn trong cái nhà kho á. Nên là em nghĩ là giống như là vợ chồng mà gần nhau quá làm gì lâu lâu á ha, nó cũng nhàm chán. Em nói không, lâu lâu cãi nhau bữa rồi xong trốn đi, cho trốn trong chừng tiếng cho tìm chơi này kia đi. Thiệt, trốn mà em thấy ảnh tìm mà mấy cái ao này kia ảnh xuống ảnh lội đâu. Sao mà lọt đìa đó. Lọt đìa. Rồi còn gì nữa không? Mà mỗi khi giải quà như vậy em vô năn nỉ mà cũng còn giận. Năn nỉ xong rồi phải làm chuyện ấy nữa rồi mới vui vẻ hẳn lên. Hẳn lên hiểu không? Có sao chứ. Chuyện ấy nữa rồi mới vui vẻ hẳn lên. Mỗi lần giận là vô là giảng quà là phải chuyện ấy cái rồi cái là tự nhiên hết mệt mà nay đi ngủ. Mà ngủ thì có ôm ấp đồ không? Phải ôm chứ. Dạ. Nằm trên tay em suốt à. Tật xấu liền. Của bà là bà ghiền, bà hứa nách em. Nó lâu quẹt cái hửi cũng hỏi làm gì em ghiền. Em tha mà em tha như nước hoa đó anh, nước lăn á. Bà không chịu, bà chửi bà đem dục đó. Em thích thiên nhiên, tự nhiên. Thích thiên nhiên. Nghĩa là cái mùi của chồng mình đó là mình phải thích như vậy. Cái gì đặc biệt này kia, ta giống như mùi gạo mới này kia vậy đó. Rồi chắc là hết rồi. Bây giờ tới em nó thảo. Không, tật xấu của em quên lắm là anh. Hậu đậu. Hay quên mà hậu đậu nữa. Nghĩa là làm cái này chút xíu bỏ cái này cái quên mất tiêu rồi. Với lại không có ngăn nắp này kia. Chồng em thì ngăn nắp sạch sẽ.
Ví dụ như em làm tới đâu em bại đâu thì chồng em dọn tới đó. Vậy đó. Vậy là thêm cái bừa bộn nữa. Đó là thêm cái bề bộn. Không thấy mà vợ khui hết. Vợ tự khui tự nhận luôn á trời. Sẵn là nói ông. Rồi giờ nè, tật xấu ông có không? Có, lớn tiếng. Lớn tiếng dữ trời lắm, nóng là nóng thôi, nóng như Trương Phi luôn á. Giống như là ca hát, ví dụ như là đi trong với cái tiệc đi mà ca hát mà biết thấy em mà ca hát với ai là không được đó, là về là đùng 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 lên rồi, không có cho mà hát chung với ai hết trơn á. Là mà, cũng là ghen đúng không? Dạ là cũng là ghen. Rồi xấu là nạt, đâu đâu nạt lên lớn tiếng kêu mày. Rồi cái đầu cái em nói thôi thôi nha, được rồi nha. Cái từ đó nghe nó nặng lắm á nha anh. Cái từ từ mình nói mình khắc phục cái anh đó. Rồi anh hứa anh sẽ thay đổi. Đó giờ hết luôn chưa? Giờ hết luôn rồi anh, là không có nữa. Bây giờ thì Thảo nè. Dạ. Em mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Nhẹ nhàng hơn, bớt nóng lại thôi chứ còn chuyện khác là em thấy ông xã em là hoàn hảo rồi, như là hiểu em. Rồi sang chăm sóc. Bản thân em thì em cũng muốn vợ em ngăn nắp lại chút xíu, kỹ lưỡng lại chút, chứ đừng đi trốn em. Và một điều em mong muốn nhiều nhất nữa là vợ em tặng cho em thằng cu tí. Em đang mong chờ. Yên tâm, anh sẽ hỗ trợ. Nhưng mà chị nói nghe nè, em có nhậu không? Dạ có mà ít lắm. Ít lắm chị. Bỏ luôn đi, cần phải gọi là phải là có kế hoạch trong vấn đề mà lưu trữ tinh binh. Hiểu dạ, không? Chứ là dạ. Không có phải là ngày nào cũng tắm không không được. Dạ. Tại vì hai bạn đều ở cái tuổi gọi là lớn rồi. Dạ. Thì thành ra là mình muốn cho con nó khỏe, nó mạnh mà là mình phải tính. Dạ. Phải có kế hoạch. Rồi chúc cho Sang với Thảo ha, luôn luôn hạnh phúc. Chúc cho hai em qua năm sau bác sĩ báo tin vui và cuối năm có một thiên thần xuất hiện ở tại Long An, tại ngôi nhà của hai em. Dạ, cảm ơn anh. Lê Quỳnh Cẩm Thi, 28 tuổi, đến từ Tây Ninh. Hiện nay em đang công tác ở nhân viên y tế ở trường học. Còn em? Dạ, chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Trương Thanh Khoa, hôm nay em 27 tuổi. Nghiệp của em là điều dưỡng và em đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Cao Văn Chí ở Tây Ninh. À, vợ chồng là từ Tây Ninh lên đây hả? Dạ. Lúc nào? Lên hôm qua. Ở hôm qua luôn. À, dạ. Có ở chung chỗ với cái cặp mà từ Đà Nẵng không? Dạ có ạ. Kế bên phòng ạ. Có, nhưng mà sáng nay mới biết là ở chung kế bên phòng. Tối vậy không hả? Biết. Dạ. Vậy đó hả? Cũng đại diện cho chương trình, xin cảm ơn hai bạn đã từ Tây Ninh để lên đây để mà tham dự chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Hai bạn có cùng chương trình giống như là cặp vợ chồng ở Đà Nẵng vô không? Dạ có, hơn vậy nữa. Hơn vậy nữa, trời tính vậy. Nghe câu là cùng chương trình nó xuất gì đâu. Thế mà cùng hơn là sao? Ơ, em kể gì dạ, nghe coi. Dạ thích hai người lắm, thích lâu lắm rồi, ngưỡng mộ lâu lắm rồi. Ồ vậy hả? Ồ trời ơi, thích thật á. Với lại một điều là hai đứa muốn thích được lên TV nữa. Dạ. Nhưng mà thích lâu chưa? Dạ thích lâu rồi, em coi trên YouTube cứ ngày nào cũng coi, hai vợ chồng ngày nào cũng coi, nó ước gì mình được ngồi trên đó. Ồ vậy hả? Thứ hai là được rồi đó. Dạ. Tụi em đã cưới nhau lâu chưa? Dạ một năm rưỡi. Rồi lại còn son quá hả? Đúng không? Dạ. Rồi hai bạn gặp nhau như thế nào vậy? Lúc ban đầu là chỉ là bạn thôi, là học chung trường rồi ở nhà trọ cũng gần kế bên nhau vậy đó. Bạn rồi chơi chung rồi thân. Thực sự lúc đó thì ai cũng có người yêu hết. Nên là không có nghĩ là sẽ đến với nhau. Rồi hai đứa cũng không phải là gu của nhau nữa. Ngày xưa em ghét anh này lắm. Vậy hả? Dạ. Thứ nhất là nhỏ tuổi hơn. Em là không thích bao giờ thích người nhỏ tuổi đâu nha. Em muốn được một người đàn ông nào đó che chở cho mình vậy đó. Thứ hai là đào hoa lắm. Vậy đó hả? Hai ba lần là toàn là quen lúc một lúc hai cô. Trời ơi. Hai cô đó biết nhau mới hay chứ. Trời ơi, hai tay mà hai cá là đồng loại luôn á. Ghê thiệt đó. Dữ. Nhỏ mà có vỏ ha. Tức là em biết cái trường hợp đó là bởi vì lúc đó đang là bạn rồi đúng không? Dạ đúng rồi, bạn thân nên chuyện gì em cũng biết hết. Rồi khi nào thì mới bắt đầu là có cảm tình đấy nè? Em thì không có cảm tình anh. Anh xuống anh cua mẹ em. Nên mẹ em đồng ý cho nên em phải theo mẹ em thôi chứ. À, em không... Thì cua mẹ em hả? Dạ đúng rồi. Em thích bạn này từ lúc nào? Thì đám cưới có một người bạn. Bình thường thì thấy nó không có gì đặc biệt hết. Nhưng mà hôm đó cái tự nhiên là trang điểm lên. Rồi mặc một cái đầm rất là xinh. Bắt đầu là để ý mới nói với thằng bạn cùng phòng là trời, ước gì là sau này tôi cưới được vợ tao ha. Ồ vậy đó hả? Dạ. Mà cái lúc đó là còn quen hả? Dạ còn. Mà hai bạn kia có dạ, không có ghen, tại vì là biết là bạn thân cho nên là không có ghen. À là hai bạn kia không có ghen với bạn này. Dạ đúng. Rồi sau đó rồi em cũng chia tay bạn hết rồi. Lúc đó mới buồn. Rồi cái hai đứa mới là hẹn nhau cà phê tâm sự. Nhóm của em chơi chung là khoảng 10 đứa. Rồi lúc đó mấy đứa mới nói là thôi hai anh chị cũng lớn rồi. Rồi giờ cũng không có ai thôi, anh chị đến với nhau luôn đi. Hai đứa đều ế hết thôi, cưới nhau vô đỡ ế hai đứa. Nhà chị kìa.
Rồi lúc đó em mới về nhà dưới mới gặp mẹ của vợ em. Lúc đó thúc hai đứa là cưới nhau đi. Vợ thì lúc đầu cũng không đồng ý đâu. Tại vì nó là bạn thân thì được, nhưng mà yêu thì không có cảm giác. Như vậy có nghĩa là trước khi cưới em đã thực sự yêu chưa hay là thành vợ chồng rồi? Lúc đó em nghĩ là trước khi cưới em chưa yêu à? Đúng không? Chị cũng có cảm giác như vậy. Tại vì là cái với phụ nữ nó ngộ lắm em. Phụ nữ nó cái sự mà gọi là thay đổi nó không có nhanh như đàn ông. Rồi kể từ khi em rung rinh cho đến lúc mà cưới thì là bao lâu? Dạ chưa đầy 2 tháng ạ. À. Nhanh quá ha. Dạ. Không, mà tại vì họ quen nhau lâu rồi. Rồi bây giờ cưới nhau rồi đó. Phát hiện vợ em có cái gì bất ngờ. Thôi nói chung là tật xấu. Tật xấu thì nhiều lắm. Em dễ thương anh đừng có vậy. Khi mà cưới về á, vợ phát cho em một cuốn sổ, trong đó là ghi là nhật ký vợ chồng. Tức là những cái vui buồn gì đó là phải ghi trong đó, mỗi ngày là có những chuyện gì phải ghi hết. Ở cái trang đầu tiên á, vợ có ghi cái 5 điều của vợ dạy. Thứ nhất là vợ luôn luôn đúng. Thứ hai là nếu vợ sai xem lại điều 1. Thứ ba là phải tuyệt đối yêu thương vợ. Cái thứ tư là tiền của vợ là tiền của vợ, tiền của chồng cũng là tiền của vợ. Trời ơi, tôi biết ngay cái câu thứ tư đó. Cái thứ năm là nếu như chồng thực hiện đúng những điều trên đó thì vợ sẽ tuyệt đối yêu thương chồng. Câu thứ năm dễ thương ha. Dạ. Đó mà muốn được câu thứ năm phải làm hết 4 dạ. câu kia đó. Dạ đúng rồi. Muốn được kia cố gắng. Mệt mỏi quá. Mà có làm được 4 câu kia hả? Cũng tương đối thôi. Rồi sao nữa? Rồi có một cái tật đó là vợ hay lười việc nhà lắm. Ít khi làm, nằm ngủ quê đó. Cái em về cái nói, ủa sao vợ không dọn dẹp phòng, không dẹp đồ đi. Cái vợ bắt đầu chu cái mỏ lên, nói anh không có thương em hả? Anh cưới em về để anh chửi em hay sao hả? Xong cái bắt đầu lăm lăn đùng ra đó, nói là rồi giờ chạy chết rồi đó, rồi giờ chồng làm gì chồng làm đi. Em kêu sao chết lăn vô tí xíu rồi cho em dọn dẹp. Rồi xong em tự dọn dẹp xong hết rồi em vô. Cái bắt đầu cái nói chồng mệt không, chồng nằm nghỉ đi để vợ làm tiếp cho. Mà xong đó là anh đòi xong không? Không, trước khi là bà hỏi coi đó là bạn cũng nghe nhìn rồi. Rồi nó là gì, đùng đẩy tất cả công việc cho chồng. Dạ. Đúng không? Rồi còn gì nữa không? Rồi có một cái tật là mỗi lần mà đi đâu chơi á là vợ tủ quần áo lên, nói em hết đồ mặc rồi. Mà trong khi đó là tủ đầy nhóc luôn. Cứ mẹ nheo em nói là anh phải mua đồ mới cho em chứ giờ mặc đồ cũ hoài kỳ lắm. Em mới nói là ở bây giờ khi nào mà em dọn hết cái đống đồ trong đó đi rồi sẽ mua đồ mới. Mà cứ tiếc cứ để đầy nhóc luôn, muốn sập xào luôn mà vẫn còn nguyên. Nhưng mà em có tiền để mua đồ không? Tiền thì vợ em giữ hết rồi. Thì đó. Tiền của chồng cũng là tiền của vợ. Dạ đúng rồi, tiền của chồng là tiền của vợ. Bây giờ nói nếu em muốn anh mua đồ cho em thì em làm ơn em hủy giùm anh cái điều hai. Rồi ngược lại đi, bây giờ tới em nói xấu đi. Bây giờ tội nghiệp bị vạch mặt quá. Anh này thì xấu, đúng như em dự đoán luôn chị. Nhỏ tuổi hơn thì sẽ trẻ con, đúng trẻ con hơn, em nghĩ nhiều. Về nhà, như con nít vậy đó chị, muốn mua gì, ừ phải mèo nheo chừng nào em mua được thôi. Mà mua đồ toàn như trẻ con không. Đồng hồ, mua đồng hồ chút nháy. Phát sáng hả? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Đồng hồ phát sáng hả? Mới chịu. Có đi về ba ta phát sáng không? Có đi về phát sáng không? Dạ cũng xém rồi nhưng mà em chưa cho mua đó. Rồi còn nữa? Tối ngày xem Doraemon chị. Xem Doraemon. Thí dụ như em mượn làm giùm mà không thích làm á, siêu nhân Gao biến hình. Biến hình mất rồi, giờ không có đây đâu làm cho em. Nhưng mà trong khi đó cũng còn xuất hiện như con trâu ngồi đây mà. Siêu nhân Gao biến hình rồi. Ghê lắm chị. Chắc hát được bài hát của siêu nhân Gao đúng không? Rồi còn gì đâu. Tối ngày ăn cái gì cũng phải phan anh chụp hình đăng Facebook rồi xong em mới được ăn. Nói chung là cũng ông thần phay á. Đúng rồi, sống ảo lắm anh, đi đâu cũng chụp hình thấy đăng Facebook. Thích trò gì của con nít nữa? Nhiều trò con nít lắm. Đi chơi với con nít không mà chị, thích những cái hội ở con nít như hội audition rồi á, chị nhảy gì đó. Cái đó là cái sở thích của em. Dạ, tại vì thích nó trẻ trung nó nhí nhảnh. Con nít lắm chị, ở nhà công việc gì là toàn là em quyết không à, anh không quyết được cái gì hết á. Rồi vậy cái bạn chồng này bạn đi chơi với mấy bạn túi tiên này nọ rồi trong đó là chắc chắn phải có mấy bạn nữ rồi thì em có ghen không? Đôi lúc cũng thấy cũng bực mình nhưng mà tánh em thì không ghen. Tại vì thí dụ như nếu mà có người khác em đồng ý thì mai mốt em có người khác ráng chịu. Vậy thôi. Phải. Tại giờ cũng có nói là nếu mà chồng mà ngoại tình chỉ một lần thôi giờ cũng không tha thứ nữa. Đúng rồi, tại vì bắt gặp một cái là gọi là ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng liền. Rồi bây giờ em mong muốn ông xã em thay đổi gì? Đừng có ôm cái điện thoại nữa anh, trời ơi ôm cái điện thoại còn hơn nhiều hơn ôm vợ nữa anh. Lý do gì mà em ôm cái điện thoại dữ vậy? Tại vì em mê xem mấy cái chương trình hài giống như chương trình trên truyền hình á. Tại sao không coi trên truyền hình để mà hai vợ chồng cùng coi? Thích không gian riêng á chị, coi một mình xong rồi nằm cười một mình. Kỳ vậy đó. Như là tự kỷ vậy đó sao chị. Sao coi chung mà cười chung luôn mới vui. Tại vợ thì cũng không có thích mấy chương trình hài lắm. Có đây em, khi có em bé rồi á, anh nghĩ là chồng em sẽ bỏ cái điện thoại. Cũng giống như anh đó vậy, cũng ôm điện thoại á. Mà khi mà có con rồi cái tự động điện thoại phải đem ra ngoài. Không anh mà em sợ lúc đó em lại chăm hai người con á anh. Tính như con nít. Không có đâu cưng. Chắc chắn điệu luôn. Tại vì ông chồng nào, ông cha nào cũng rất sợ cái sóng điện thoại á. Nó ảnh hưởng đến em bé.
cũng không, mà chính ra nếu mà em mà có con á là bạn này chơi với con em á khỏe luôn, là hai người bạn nhau đó, em thoải mái rảnh rảnh làm chuyện khác thiệt má. Rồi bây giờ mong muốn là bớt ôm điện thoại lại. Dạ. Còn gì nữa không? Bớt cọc cằn. Ủa, cọc cằn hả? Dạ, tính trẻ con nhưng mà lại cọc cằn. Đi làm về cứ như là ai ăn hết tiền hết bạc gì đó, mặt cứ nhăn nhăn lên vậy nè. Mà nói tới là làm như là sực lại ngay. Em sợ. Vậy hả? Áp lực công việc hả? Mà mỗi lần sực gì em có sực lại một đêm nó hơi hơi lúc đầu là em sực dữ lắm. Bây giờ quen tính rồi thôi kệ. Về tự khùng rồi tự bỏ đi. À, nhưng mà vợ vẫn là nằm kèo trên mà. Nói chuyện gây lộn thì vợ lúc nào là vợ cũng thắng nhau hết. Vợ luôn đúng mà. Vợ luôn đúng mà. Đúng rồi, có năm điều vợ dạy rồi cưng. Có lần mà mới về em tức quá, em nói mẹ hôm nào mẹ đi vắng khỏi nhà một bữa đi, con đóng lại con đánh mẹ, con đánh vợ con về mẹ nhìn không ra luôn. Mà đó giờ có đánh chưa? Chưa đánh. Em quánh không à? Ông mới nói đó, bao giờ em là kèo trên mà. À, còn gì nữa không? Em lớn tuổi hơn á, mình đã mặc cảm là mình lớn tuổi hơn rồi. Mà ra đường sửa soạn những nít cái mình không muốn đi chung, cảm thấy là mình già hơn, mình không thích. Mà ảnh cứ vậy là cứ chạy chuốt lắm chị. Còn bạn trai, bạn muốn bạn gái thay đổi cái gì? Không cần vợ thay đổi gì nhiều quá. Vợ cứ như vợ vậy là được rồi. Mát ruột chưa? Cái lời nói này đâu phải của đứa nít đâu, của một người chồng không, là... Không chị, lãng mạn sẽ sến luôn hả chị? Nên nói vậy thôi chứ trong bụng có khi là khác hả chị? Có không? Có khi sao dạ, để vợ giật mặt hoài cái vậy? Này là thật, này là thật. Đó. Vợ hãy cứ như là vợ bây giờ. Dạ. Đúng không? Có nghĩa là vẫn chấp nhận năm điều vợ dạy của em đó. Không, nói vậy thôi chứ tối ngày thên vợ hung dữ quá. Vợ bớt dữ dữ là cho vợ chồng dễ thở, dễ sống đi. Thì rên là nhiệm vụ nó phải rên rồi đó. Ảnh là như cái mỏ than Quảng Ninh vậy đó chị. Thở ra cái gì cũng ơi sao mà nó mệt quá. Còn em thì em sống lạc quan để bù trừ lại á. Không, tại vì nhiều khi em chưa quan tâm nó cho nên phải rên để cho em quan tâm. Con nít là vậy mà. Sao cuộc sống có hai bạn này á dễ thương mà, đúng không? À, hai vợ chồng đều có hai cái chiêu rất là dễ thương luôn. Ông coi như tôi chết rồi đi. Đang làm là siêu nhân gao biết hơn. Cuối cùng ai làm? Không, cuối cùng siêu nhân gâm mới làm. Siêu nhân mà anh. Thực ra chồng nhỏ tuổi hơn mình á, có những cái giống như vợ tâm sự đó, có những cái mặc cảm. Thực ra nhìn tụi em á thì cái độ chênh lệch nó không có, nhưng mà tại vì á thường cái tâm lý phụ nữ là như vậy đó, cho nên rằng á theo chị á thì em nên để tâm đến cái cảm xúc đó của vợ, nhất là sau khi mà vợ còn có con nữa thì cái đó còn phải để tâm hơn nữa. Ví dụ như là ta chững chạc lên, ta bớt những cái trò stin đi, mình sẽ chia với vợ mình và để mình tạo cho vợ mình một cái cảm giác là đây là chỗ dựa của vợ. Yeah. Còn cái tâm hồn trẻ con thì mình vẫn giữ để làm chi, để mốt mình coi con phụ cho vợ. Yeah. Thì là em sẽ lấy lòng được con em còn hơn vợ em nữa đó, đảm bảo nó sẽ bám em. Đó, chị nghĩ là như vậy. Riêng vợ thì chồng muốn là vợ y như vậy thì thôi, vợ cứ như vậy đi. Vậy mà ở nhà nói xấu em nhiều lắm chị. Cái gì cũng nói xấu. Không, nói để lên đây anh kể cho mọi người nghe em về em nó mắc cỡ để em thay đổi. Tuy nhiên thì mình hiểu được chồng mình, cái tâm hồn chồng mình con nít như vậy á, đôi lúc mình cũng hòa vào cái điều đó một chút để cho chồng mình vui. Ví dụ như chồng mình than thì mình đừng có bực mình. Đó, mình cũng hòa vào một chút. Ồ, biết rồi, biết là chồng mệt rồi, ôi thương nó vợ cưng nè. Đó, ví dụ như hôn cái chóc cái là rồi khỏe liền đó. Thôi nhân đây thì anh cũng xin chúc hai bạn mau chóng hòa hợp với nhau và có tin vui, có một em bé ra đời dễ thương khó khỉnh. Dạ, dạ. 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 Chào em vậy nha. Em tên là Nguyễn Văn Sơn, năm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em hiện tại đang là quản lý vùng bên thức ăn gia súc, bên công ty Farmland thức ăn gia súc. Dạ. Sơn năm nay là 27 tuổi hả? Dạ đúng rồi. Quê đâu? Nhà dạ, quê đâu? Quê em ở Bình Phước á. Nhà hiện tại là cũng Bình Phước luôn. Dạ đúng rồi. À. Em ở Bình Phước lên đây đó hả? Dạ đúng rồi. Ồ. Rồi. Tới em. Em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán giả đang xem đài. Em là Phạm Thị Quỳnh, năm nay em 21 tuổi. Em là vợ của anh Sơn. 21 tuổi. Dạ. Là hai chồng đang sống ở Bình Phước. Dạ đúng rồi. Quỳnh làm gì? Dạ em hiện tại là em đang ở nhà nội trợ thôi ạ. Ở Bình Phước, ở mặt quen quen nữa. Đúng rồi. Như nó có liên quan gì đến một cái việc gì đó nó có rất một là cái gì đó nổi tiếng lắm nè. Rần rần thời gian gần đây nè. Ai kể? Đúng không? Tụi em có thể bé đang có bầu đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. À. Sao chia sẻ anh nghe cái câu chuyện cái vụ gì mà liên quan tới bầu á? Bầu bị hả? Sao em? Dạ anh kể đi anh. Sơn dạ kể. Là ngày 17 tháng 3 vừa rồi đã có xảy ra cái vụ việc đó là ở khu vực của em là thuộc xã Thanh Lương, có cái một cái vụ việc đó là trộm vô nhà đột nhập, trộm xe. Thì lúc đó là em với vợ em là đang mơ mơ ngủ thì mới đầu bật camera lên thì thấy trộm đã cưa cửa rồi. Thì trong cái tình huống lúc đó thì nó xảy ra nhanh quá, nó chỉ khoảng tầm 10 giây thôi. Thì lúc đó là em mới nói là vợ ơi, ăn trộm rồi, con trộm rồi. Thì lúc đó là
vợ em mới nói là vợ ơi lấy cho anh cái con dao rựa, tại vì em biết là bọn nó đi lúc nào cũng thủ nhiều đồ, mình cũng sợ lắm. Lúc mình ra mình cũng chỉ muốn bắt được cướp thôi, mình nhào ra cái mình tay không mình bắt cướp vào đó. Xong đến lát sau thì thấy vợ cầm cái rựa ra mà nhảy trên cái bậc tới cả hơn mét trời đó, nhảy xuống như vậy cái. Dạ em coi lại video rồi em mới thấy chứ lúc đó em cũng không nghĩ. Dạ là bả ra tay trước. Dạ đúng rồi. Rồi sao thằng Trâm sao? Thì lúc đó thì em thì đang đấu đá với trộm á, thì lúc đó là vợ em mang rựa ra thì nó nhìn thấy rựa là nó sợ quá thì nó chạy. Còn lại hiện tại là ba người là đang chống trả lại em đó. Thì khi vợ em mang rựa ra thì lúc đó là nhìn thấy rựa cái là mấy bọn trộm cướp nó chạy. Nó bỏ chạy hết. Dạ đúng rồi. Đó bây giờ thực ra là khi coi thì mình đã thấy rồi. Nhưng mà bây giờ mình rất muốn nghe cái cảm xúc của người trong cuộc lúc đó. Có nghĩa là em nghĩ sao mà trong khi bầu bì như vậy, đúng không? Dạ. Mình đang bầu bì như vậy mà mình giác rửa. Bất chấp luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó em nghĩ sao trong đầu em? Lúc đó em không có suy nghĩ gì, lúc đó kiểu như là mình cuốn quá rồi, mình chỉ muốn là phi ra để đưa giúp cho chồng. Lúc đó kiểu như mình cuốn quá xong mình quên là mình đang có bầu. Em không nghĩ tới mình đang có bầu. Chồng là một trong ba đúng không? Dạ đúng rồi. Coi như là xả thân luôn. Nhưng mà lúc đó em cầm rửa em có hét lên hay không? Dạ. Em đó. Nhảy xuống, em có vươn cái rửa lên mà em hét ra tụi bay muốn gì không? Hả? Dạ không, em chỉ kêu là cướp rồi. Dạ. Nếu mà tụi đó mà còn chống trả nữa là anh hỏi thiệt nghe là em có xả tụi nó không? Chắc là xả. Xả chứ. Xả. Đúng rồi, xả chứ. Mà em ơi, bữa đó là một mình em quánh ba thằng hả? Dạ. Ba thằng. Sau đó mà có trúng đòn không em? Dạ không ạ. Khi em quật xuống một thằng thì nó liền lấy trong con dao nó ra một cái con dao đến khi thu lại nó là một con dao đa năng. Trời thì ơi. Nó đâm em một cái thì lúc đó em né. Thì lúc đó là cái mắt của em để ý một cái thằng thứ hai, khi em đuổi nó rồi thì nó lại cầm đá nó hộ tống cho cái thằng mà em đạp nó xuống. Thì nó cầm đá nó chọi em thì em mới né được hai cục đá. Đến cái thằng thứ ba ở ngoài thì nó cũng nhảy vô để nó cứu cái thằng thứ hai. Thì lúc đó là vợ em vừa kịp chạy ra thì ba thằng nó đều chạy. Trời. Còn một thằng đứng ở chờ thằng thứ ba chạy nữa. Dạ. là bốn thằng nhưng mà cái thằng thứ tư thì nó không có vô. Dạ thằng thứ tư thì nó đứng trên xe để nó chờ cái thằng thứ ba để chạy đó. Không biết giờ bắt được chưa ta. Dạ cái này thì em cũng chưa biết nữa. Chưa biết là bắt được hay chưa nữa, nhưng mà sau cái vụ đó thì còn khoảng tầm gần chục vụ nữa lại xảy ra khu vực của em nữa. Dạ, chắc tầm là bốn cái thằng quỷ đó. Em nghĩ chắc là chỉ có hai người đó thôi. Vừa rồi xảy ra một cái vụ mà cũng tự tự như hai người đó, cũng quay lên nhưng mà cũng bị mất xe đó, cũng ở khu vực trong thị xã của tụi em. Nguy hiểm quá. Nhưng mà em có học võ không Sơn? Dạ trước đây thì em học mà em cũng đang là giáo viên dạy võ. Trời ơi, xui mấy người đó rồi. Vô lộn nhà rồi. Qua chương trình này với qua câu chuyện này cũng mong là coi như là cơ quan địa phương hãy quan tâm và thậm chí cũng phải theo dõi để mà bài trừ cái tệ nạn này. Dạ. Mình biết chắc là chắc lẽ là cũng mấy người đó nó vòng để mà dạ, nó thực hiện mấy cái ví dụ đó thôi. Dạ. Nghe. Dạ. Rồi. Bởi vậy cho nên là sau cái vụ đó đó, bạn này bạn hát cái bài đó thấm đượm hơn. Cô bé 21 tuổi mà gan thiệt. Cầm rửa trong lúc mang bầu nhảy xuống từ trên cao 1 mét nhảy xuống đó, giơ rửa lên tụi nó bỏ chạy. Phụ nữ phải vậy hả, lúc chồng mình gặp chuyện gì là xả thân. Đúng rồi, gặp tôi cũng vậy. Chồng tôi mà bị cái gì cái nhà biết xả tay luôn tôi xả đi chứ. Xả trước nói sao chị Mô ơi. Nói sao. Đúng rồi chứ giờ á. Thôi bây giờ chúng ta tạm gác lại cái chuyện gọi là rửa đó. Rửa dưới trộm chúng ta quay trở lại với câu chuyện tình yêu. Đó bây giờ sao nè, hai đứa nhau quen nhau sao nè. Đó hồi em lần đầu tiên gặp cô em có ấn tượng có không đó Sơn? Thì em gặp vợ em á là lúc trước là gặp quen nhau trên Facebook, biết nhau trên Facebook. Em cũng đã biết vợ em khoảng cách đây mấy năm. Dạ không được một năm, không được một năm đâu ạ. Từ khi em cưới đến bây giờ mới được hơn một năm một tí thôi. Lâu quá chị ơi. Lúc mà khi mà vợ chồng em quen nhau là em đã biết vợ em trước trên Facebook rồi. Thì em có comment thấy xinh đúng không? Thấy xinh quá. Thấy xinh quá, em vô em có vô trong cái tường em xem, trời ơi bé này sao nó ngon quá. em mới vô nhưng mà em chưa có thích một cái gì hết, coi như là bên này chưa biết gì đâu. Xong đến mấy tháng sau em cũng có đăng cái đàn guitar lên nè, thấy bé nó thích mà đã kết bạn với nhau trên Facebook rồi. Nhưng mà thật sự là tụi em hai mấy năm mà tụi em mới từ đó mới biết nhau là ở sát nhà nhau có khoảng tầm 600-700 mét là mới biết nhau thôi. Ủa em nhưng mà ai là người gửi kết bạn trước? Em cũng không hình biết như là đó, em vì... hình như là em ạ. Nhưng mà sao em lại chấp nhận không? Chắc lâu quá rồi em cũng không nhớ đâu em hồi đó em quên hả? Lúc mà mới có Facebook mở ra là lúc mình đơn thương độc mã trên bạn bè cứ là bấm vô kết bạn. Chắc là em. Cho nên mình đâu có nhớ được, không thể nào nhớ được. Nhưng mà em có vô nhà anh em coi mặt anh không? Dạ không.
Không. Hẹn lúc mà nhắn tin qua Facebook cho em rồi á, xong rồi kiểu cũng đòi xuống nhà chơi rồi gặp mặt, nhưng mà lúc đầu em không cho. Đầu ông này nó chị lên thấy ghét đó. Kiểu cứ ẻo là em không thích, xong không cho vô nhà. Cái khoảng 3-4 hôm sau á, cái canh em đi làm, thường em đi làm công ty là em đi làm rất là sớm, đi là từ lúc 5 giờ. Xong rồi chồng em mới kêu là để anh mang sữa rồi mang đồ ăn đồ này kia. Thường thường á là chồng em ngủ rất là trễ. 11 có khi 12 giờ là chưa thèm dậy đâu. Xong rồi lúc mà mới quen là 5 giờ sáng là dậy đem sữa, đem đồ ăn đồ cho em để đi làm, đứng canh em ngay đường á. Xong rồi mới đưa cho em, xong rồi qua ngày hôm sau mấy hôm là em mới cho vô nhà chơi. Bình thường là 11 giờ mới dậy. Mà từ lúc biết là 5 giờ cúc cung tận tị. Trời ơi ông dạy gái quá vậy. Trời ơi gái này dạy là phải rồi, quá đáng yêu. Rồi sao? Đưa sữa như bao lâu mới quen được? Dạ đưa sữa thì khoảng tầm hơn tháng sau thì vợ em chấp nhận quen. Tại vì lúc đó là em cũng có ngỏ lời, cũng tỏ tình đó, nhưng mà vợ em chưa chấp nhận. Đến lần thứ 2, thứ 3, hình như lần thứ 3 thì vợ em mới đồng ý. Nhưng mà cái lúc mà tụi em quen nhau qua Facebook á, rồi cái lần đầu tiên mà gặp ngoài đời á, là cái ấn tượng của em đối với bạn này sao? Lúc đầu là em cũng có một chút ấn tượng. Nói chung là thấy anh này là đạp xe đạp đi thể dục. Là đi ngang qua cái đường như em, xong rồi lúc đó em vừa lấy xe máy em đi ra chợ mua đồ cho mẹ, xong rồi gặp chồng em là chạy vô cái đường như em chạy ra thì hai đứa gặp mặt nhau. Thì em thấy anh này lúc đầu là cũng đẹp trai, thì là cũng đẹp, nhưng mà kiểu không được men cho lắm á chị. Kiểu vậy, ý là dạy võ rồi đó. Dạ. Dạy mà võ. Không dạy võ thì không biết làm sao. Võ chắc bà múa luôn. Dạy võ mà còn hơi mà liễu bạn lắm này không? Còn cảm giác là yếu không hả? Đó. Ừ. Yếu hả? Nhưng mà em biết anh dạy võ không? Dạ không, lúc là em không biết. Khoảng một mấy ngày sau xuống nhà chơi, xong rồi kể cho em rồi. Xong rồi kiểu ông mới kêu em là anh đi dạy võ, xong rồi em mới đi lên chuồng em xem. Lên xem coi là xem chồng em nói là có thiệt hay không. Thì đi lên là thấy là đúng là đang dạy võ thiệt. Là lúc đó mới tin là dạy, chứ còn ông nói là không có tin. Đúng không? Có tin đúng không? Nhưng mà nè, dùng cái từ xuống á, lấy nó xa lắm. Tại vì em nói là cách nhau có 600 mét à. Dạ đúng rồi. Là qua chứ đâu phải xuống. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Dạ. Qua nhà bên bạn gái, thấy gia đình bên bển sao? Dạ nói chung là lúc đầu á là thấy bố mẹ bên nó cũng thích lắm. Thích em à? Dạ thích, tại vì em lễ phép, với lại mình chung là mình biết cách đối xử với người lớn như thế nào. Nói chung là bố mẹ bên nó thích lắm, nhưng mà đến khúc gần cuối sau mới là không thích. Lý do? Lý do là em trước đây đã có từng có một đời vợ rồi. Dạ em quen được, khi cưới là em cưới được chắc khoảng tầm một tháng sau là bắt đầu vợ chồng cũ của em là chia tay. Tức là mới cưới có một tháng là chia tay? Dạ đúng rồi. Chưa con cái gì hết? Dạ chưa. Tức là em đã coi từng... như là một em cuộc tình thôi. Thực ra nếu mà nói đúng ra vậy là như là một cuộc tình thôi. Chỉ có là nó khác nhau chút xíu là nó vướng về vấn đề thủ tục giấy tờ. Hoặc là một cái đám cưới thôi. Thì cái đó cũng chắc sau này chắc bố mẹ cũng hiểu đúng không? Dạ lúc đầu thì bố mẹ kiểu như là cấm không cho em với vợ em quen nhau nữa. Không cho quen nhau nữa, nên nói chung là em phải dùng nhiều mọi cách. Khi mà trước đây xuống đây thì bố vợ em hoặc là mẹ vợ em chỉ cần thích một cái gì đó thôi là ngày hôm sau là em sẽ mua xuống biếu cho bố vợ. Thì lúc chung là bố mẹ cũng thấy từ từ là em cũng không phải như người ta nói. Thì bố mẹ cũng từ từ rồi. Xong bắt đầu em sợ, nói chung là trong cái thời gian đó là khủng hoảng lắm. Vợ chồng em khủng hoảng lắm, nói chung là gần như là không thể đến được với nhau nữa. Nói chung là nhiều cái cực kỳ khó khăn lắm. Lúc mà em thì chưa bao giờ phải khóc hết á, nhưng mà có lúc trong cái thời gian đó là em cũng khóc. Mà trong khi đó là có vợ em động viên cho em rất nhiều. Nói chung là đến ngày hôm nay tụi em mới đến được với nhau. Cái thời gian em bị khủng hoảng là khoảng bao nhiêu lâu? Nói chung là khoảng tầm gần một tháng vậy. Lâu quá. Nãy giờ thì các tôi nghe tôi tưởng là ông bị dầm mà nó cũng phải 3-4 tháng. Thời gian phải lâu quá vậy. Lâu lắm, lâu lắm. Ừ. Mình nghe kể tưởng bi kịch dài đằng đẵng. Rồi, nhưng mà anh nghĩ là chắc có lẽ là bên ba mẹ vợ của em á chắc sẽ rất là dễ có thiện cảm với em. Vì thứ nhất là em cái mặt của em nhìn nó rất là thiện cảm. Không hiểu sao nên nhìn cái mặt em rất là dễ có thiện cảm. Cái thứ hai nữa, anh em nói đó là em rất là lễ phép. Biết chuyện, biết trên, biết dưới. Anh nghĩ là cái việc mà em lấy được cái tình cảm từ ba mẹ vợ đó là chuyện đương nhiên thôi. Nha. Đó. Rồi sao bây giờ là anh hỏi nè, ngoài cái việc gọi là em nói là có cái vụ gì mà lấy lòng ông và vợ vui không? Dạ có. Nói chung là ví dụ như ba em á, bố em á thì là thích nhậu,
mà thích những cái món lẩu á, là để ý là hôm đó là mình mua về cho ba, cho bố. Thì bố thích lắm, nhưng mà bố kêu sao mình mua mấy cái này làm cái gì, tao không thích đâu. Nhưng mặc dù mình biết trong lòng bố rất là thích, mình thấy ví dụ như trong nhà bố mình còn thiếu cái gì á, thì ví dụ như mình sắm một phần nào đó cho bố, một phần nào đó thôi. Từ từ thì bố cũng đồng cảm được, bố thấy thằng này nó không phải như người ta nói. Thì lúc đó là em chơi cái chiêu là đánh nhanh rút gọn luôn, là em kêu bố mẹ em bên này sang là hỏi cưới luôn. Chưa thì em sợ mất lắm. Em sợ mất vợ em lắm. Đúng rồi, em sợ lắm. Trẻ đẹp nữa. Dạ đúng rồi. Nhưng mà rồi còn bên nhà em thì gặp vợ em thì sao? Lần đầu em dắt vợ em về là mẹ em được cưới đi con. Mẹ em bắt em phải cưới ngay lập tức luôn. Được. Bé này rất là được. Không cần biết em kêu cưới liền. Đúng rồi. Đó. Tại vì mẹ em là cũng là người Bắc mà. Tại người Bắc mà người Bắc cổ nói chung là vấn đề về con gái con dâu này kia là mẹ em cũng nhìn vô cái mà em thấy thích luôn. Mà mặc dù mẹ vợ em với lại mẹ em bây giờ rất là hợp nhau. Hợp nhau lắm. Anh hỏi em nè, em mới có 21 tuổi à, lý do gì em chấp nhận em lấy ảnh vậy, thấy sớm vậy? Dạ, kiểu như là trong thời gian đó thấy kiểu từ trước giờ mình quen mình không thấy ai kiểu như là chăm lo, rồi không ai quan tâm được. Như cái anh này rất là tâm lý, kiểu lúc đó là tâm lý lắm. Cứ chiều nữa, ví dụ như mình thích cái gì hay là chỉ cần mình hé hé một cái gì thôi là đã hiểu được cái ý của mình rồi. Xong rồi cái chung là ở bên chồng em cảm thấy an toàn, thấy an mình tâm và an toàn mọi phương diện. Cho nên là em mới đồng ý là kết hôn. Đồng ý xong rồi là có con luôn, chấp nhận có con luôn. Dạ. Vậy là yêu chồng quá đáng luôn á, thật sự mà nói. Chứ lại anh có một cái lợi thế nữa là anh đàn được. Anh hát hay nữa chị. Hát hay lắm. Giận cái là đứng một góc nhà em. Nhưng mà anh nói nè, em mời ba mẹ em qua hỏi cưới. Dạ. Đó, nhưng mà bản thân em có thể hiện cái tình cảm, em có bày tỏ cái tình cảm của em bằng cách là em cầu hôn đúng không? Dạ có. Có lãng mạn không? Quen bao nhiêu lâu rồi em? Có lãng mạn. Em quen chắc khoảng tầm gần 2 tháng em cầu hôn. Lâu quá chị ơi, lâu quá, 60 ngày đó chị. Em khoảng tầm, chị nghĩ cũng phải là 7-8 tháng phải không, cả năm, tầm 2 tháng. 60 ngày đó chị. 60 ngày đó. Đó. Nó nghe nè, dạ. Anh cầu hôn có lãng mạn không? Dạ, nói chung là cũng xến xúa với người ta. Sao em nói, em kể nghe. Bữa đó là em đi làm về kêu là về mặc đồ đẹp đi. Nói bữa nay anh dắt đi ăn nhà hàng, cái xong rồi cũng đưa em vô nhà hàng, xong rồi kêu gọi món, gọi đồ ăn, thức uống đồ ra hết rồi, xong rồi kêu ăn đi, xong rồi kiểu đang ăn được giữa chừng rồi cái chồng em thì mới đặt hoa rồi mua nhẫn rồi sẵn hết rồi, nhưng mà kiểu như là gửi người ta chưa có đem vô, xong đến lúc kiểu nhắn tin là kêu là mang vô đi, thì cái chồng em mới đi ra ngoài lấy xong rồi cái em hỏi là anh đi đâu vậy, kêu là anh đi ra ngoài tí thôi. Cái đi vô thì cầm nguyên một bó bông to vậy nè, xong rồi có cả nhẫn nữa, xong rồi đem vô rồi mới quỳ xuống kêu làm vợ anh, rồi xong rồi đeo nhẫn cho em rồi. Dạ, xong rồi em cũng đồng ý. Dạ không hát, lúc đó không hát. Trời ơi, công nhận á. Không phải tại bữa đó cầm bông rồi, sao cầm đờn được. Bông là bông bự nữa. Vậy là phải chịu thôi, đúng không? Vậy là hai đứa lấy nhau được gần năm à? Dạ, hơn một năm ạ. Hơn một năm rồi. Chưa mà, gần được một năm đó. Yêu nhau đến lúc cưới mới là hơn một năm. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Thế là tôi cho chú là 2 tháng chú cầu hôn. Đúng không? Thế xong rồi đến 2 tháng cầu hôn xong rồi mới cỡ tháng sau. Lâu lắm chị ạ. Lâu lắm, cỡ phải tháng sau em mới cưới. Đó, thì nay là gần năm. Rồi giờ hai chồng sống chung vậy đó rồi, anh có lòi ra tật xấu gì không? Có. Bạn này có tật xấu chứ, nhìn cái mặt này vui quá à, dễ thương quá à. Tật nhiều, xấu gì? Nhiều tật xấu lắm. Mỗi lần mà tật xấu mà bị vợ cầm ràm chắc ông cầm cái đàn cái đàn đó. Bày hay. Bày hay. Dạ. Chà, bày hay là hơn bừa bộn đó nghe. Dơ đó. Ở dơ đó. Trời ơi. Dơ lắm, ở dơ kinh khủng luôn. Về cái quần áo rồi giày dép rồi quăng lung tung, nói chung là thay chỗ nào là dục chỗ đó, thay chỗ nào là dục chỗ đó. Có lười tắm không? Không, tắm thì ngày nào cũng tắm hết. Dạ. Bày hay có khi ngày tắm 2-3 lần. Rồi ở dơ nè, rồi kiểu cứ đồ đạc rồi lúc nào cũng quăng tứ lung tung hết, không bao giờ ví dụ như em đã xếp chỗ đó nói là cái này á mới mốt bao giờ anh để đây nha, anh biết rồi, cái chưa được 5 phút sau yếu nó văng vào bên đó. Cái rồi chưa được 5 phút sau, dạ, rồi xong rồi đi kiếm, xong rồi cái đi kiếm hỏi ủa vợ ơi cái này anh mới để đây đâu rồi, xong cái kiểu đi hỏi đi kiếm lung tung, em bực bộ bội chấp đó nhận. Dạ. Tật xấu là bừa bộn bày hay dạ. Còn gì nữa nè, nhây rồi xàm. Rất là xàm. Chồng em rất là xàm. Ví dụ như xàm là tinh liền. Ví dụ như câu chuyện xàm nào mà em ấn tượng nhất? Ví dụ như
kiểu đang ngồi vậy, đang ngồi không không vậy. Em hỏi gì anh? Dưới anh và Cao thấy Sơn em chọn ai? Trời ơi. Thấy hỏi xàm xàm lắm. Xong kiểu mỗi khi mình nổi cơn lên cái đi ngoài đường á, cái kêu em hỏi gì anh? Anh và cái lá này thì em sẽ chọn ai? Không thì gì, anh và cái cây cột điện, cột đèn này, nói chung là có thể là so sánh mình với bất cứ một cái mình gì bất cứ dạ, một... Nhưng mà em có trả lời không? Dạ có. Em trả lời sao? Thì chọn anh. Không trả lời là hỏi hoài, hỏi hoài luôn. Dần lân mà nhây mà nhây lắm. Đó, xàm. Vừa xàm vừa nhây nữa đúng không? Nhây mà nhây tới em, xong rồi nhây qua tới cả mẹ chồng em luôn. Mẹ chồng em đến nỗi bây giờ mà ví chồng em là như một con đĩa đói là. Là sao? Là sao? Không có đeo không? Đeo đĩa đói là nhây quá mà không nhả ra, không chịu nhả. Nhây lắm. Giống như đĩa nó cắn vô mà nó không đúng chịu rồi, ra không biết nữa. Nhây lắm, không chịu nhả. Có nhây với mẹ không? À, có. Nhây. Có luôn. À. Nhây với mẹ chồng thôi, còn mẹ em thì đương nhiên rồi, nhây với mẹ dạ. Mình chứ. Có những cái biểu hiện gì mà nó đáng yêu không? Đáng yêu không? Ví dụ như trẻ thơ không? Mẹ em đang nhà mẹ chồng em thì kiểu bán tạp hóa, bán quán gạo cám đồ á. Mẹ đang nấu cơm ở dưới thì chồng em mới kêu mẹ ơi bán đồ. Cái mẹ chạy ra mẹ giục hết đồ ăn, nó đang nấu nướng cái chạy lên đâu có ai đâu. Cái xong nhiều. Dạ. Xong rồi cái nhiều khi đang không có ai, cái kêu là hết cám rồi chú ơi. Hết gạo rồi. Cái mẹ toán loạn rồi, mẹ chạy lên đâu mua gì đâu có ai mua đâu, tự nhiên ngồi nói không gì cho mẹ vậy. Vậy mẹ chạy lên chọc mẹ đó, có hay nựng mẹ rồi có hay hung mẹ rồi không? Không, chồng em thì nói chung là ít thể hiện với mẹ, nhưng mà thật sự là rất là thương mẹ. Tại vì mẹ nói chung là mẹ chồng em rất là tuyệt vời, rất là dễ thương luôn. Rồi còn gì nữa không nè, còn thật xấu gì nữa không? Ở dơ nhây đó. Nhây rồi, nhây rồi, xàm rồi. Nhây xàm đế rồi đó. Cưa bộn rồi, bày hay rồi luôn. Nói chung là nhiều cái tật xấu lắm. Ngủ gáy nữa. Dạ. Ngủ gáy cái tật gáy của em, tội em. Ngủ ngáy. Tội em. Ngủ ngáy mà em ngủ không được luôn á. Ngủ mà đang ngủ mà bị giật mình tỉnh dậy luôn đó. Trời ơi, đứa nhỏ giờ chắc nó lo lắm. Thả bom. Thả bom mà thuộc dạng là nguyên tử của loại khủng luôn, chứ không phải là loại thường như người ta nữa. Mà thả bom xong rồi kiểu như cứ mỗi lần gần em, xong rồi lấy cái chăn chùm lại, chùm lại cho em ở trong đó, xong rồi nên nhiều khi em đang ngủ, nhiều người ta ngủ say rồi là người ta không biết gì, nhưng em đến thúi quá mà ngủ say mà phải tỉnh dậy luôn là chị biết nó thúi cái cỡ nào rồi. Tại vì cái đồ nó nặng quá ngủ say rồi mà phải dậy mà phải chửi một trận đó mà mình ngủ mới được á. Thúi quá chịu không nổi. Dơ là dơ cái đó. Nhớ kỹ là còn tật gì nữa không? Tật gì mà đáng yêu á, đáng yêu với mẹ chồng em già đầu rồi mà vẫn còn như có sờ lỗ mũi, có sờ lỗ tai, có chồng em hay sờ ti mẹ. Sờ ti mẹ luôn. Chắc là hồi nhỏ là chắc bú ti nè, mẹ lâu á. Chắc là mẹ cho bú chắc cầu cả năm à. Đi ngang đi về đi chơi đi làm vậy quẹt cái. Sờ ti mẹ, bây giờ vẫn còn sờ ti mẹ. Bóp cái chân. Nhưng mà em thấy mẹ phản ứng sao? Mẹ chửi. Sau rồi mẹ cầm kiểu như mẹ cũng dí, mẹ đánh cầm chổi rồi dí mà dí không lại. Chồng em nhanh lắm. Nhưng mà mỗi lần nhiều khoái lắm đúng không? Nhà sướng lắm. Có nghe em đi làm về mà em không nghe mẹ em chửi là em không chịu được. Không chịu được. Tại vì nhà em với nhà mẹ là cách nhau khoảng tầm 100 mét à. Hai mẹ là bắt gỗ á. Bắt mặt khổ đó. Tại nói sao? Mỗi lần mẹ chửi là dữ lắm em. Dữ lắm, mẹ em chửi là dữ lắm. Đâu chửi sao đâu. Ví dụ như thí dụ một vài câu đi. Ví dụ như em toàn là chửi tục không à? Chửi đi em kể. Toàn mẹ em toàn là chửi tục không à? Chửi đi em sao? Cái thằng bố nhà mày tao đập chết mẹ mày bây giờ đấy. Xong rồi cầm chổi dí em nhưng mà không dí được đâu, em cứ để cho chân cho mẹ em quật này, xong em cứ rụt lại có quật được đâu. Năm lúc mà em để chân bên này mà có bà ngoại em ngồi đó mà em quật em né được, đập trúng cái chân bà ngoại nữa. Xong rồi bà ngoại em chửi: "Ôi con này sao mày đánh tao?" Bắt cổ. Rồi vậy là hết luôn rồi phải không? Không còn tật gì xấu nữa. Dạ đúng rồi. Không có tật sự ti đáng yêu. Dạ ti đáng yêu mới bộ. Tật xấu đáng yêu. Dạ. Đó. Rồi giờ tới em đó Sơn. Dạ. Cổ nhìn thấy trẻ trung quá, mảnh mai quá, chắc không có tật xấu gì đúng không? Nói chung là vợ em thì không có tật xấu nào. Vợ em thì là tuyệt vời đó. Nhưng mà có một cái là hay ghen. Ghen lắm. Ghen lắm. Ví dụ được ghen lắm là ghen thế nào? Ví dụ như em đi làm á, hoặc là đi mấy bạn bè mà đi công việc á, mà ví dụ như quá giờ mà khoảng tầm 10 phút thôi là về là vợ em nó khó chịu rồi. Em về là em nhìn cái mặt là mới lại cái thái độ là em nhìn thấy vợ em giận dỗi là em thấy khó chịu lắm. Thì vợ em khó chịu lắm, em chỉ cần đi một tí xíu thôi là khó chịu. Nên bởi vậy từ lúc em cưới vợ em tới bây giờ là chưa có đêm nào mà em đi chơi với bạn bè hết á. Cũng có nhưng mà đi trước về trước 8-9 giờ không à. Mà nếu mà có đi thì cũng phải dắt vợ theo. Nói chung là em cũng sợ lắm.
Lỡ mà cái buổi nào mà không dẫn coi như cổ đi theo thì chắc có lẽ là mặt kỳ lắm luôn. Là mệt luôn đó, mệt luôn đó anh. Cực kỳ mệt luôn đó, giận luôn đó. Một năm mấy về ở với nhau thì là có gây lộn, có cự cãi gì không? Chung là cũng có cãi nhau với cái vấn đề về em đi làm về muộn á. Là vợ em nói chung là còn nhỏ mà mình cũng giải thích nhiều rồi. Là anh đi làm công việc thì nó còn tùy theo thời gian nữa, mình về có thể về trễ tí xíu. Nhưng mà vợ không nghe. Vợ đang có bầu thì nói chung là ở nhà cứ hay suy nghĩ sợ em đi đâu á. Chị vợ em chỉ mỗi như vậy thôi chứ không còn cái tật xấu nào. Dạ, không có tật xấu. Thì thực ra cái đó cũng đâu phải là ghen. Không phải ghen. Đang có bầu á, khó chịu trong người lắm. Dạ. Nội tiết tố nó thay đổi á. Dạ. Đó. Mà cứ ở nhà hoài như vậy á, rồi thấy chồng đi làm mà 8-9 giờ là trễ đó cưng. Các bộ công nhân viên nhà nước đi làm là 5-6 giờ phải có mặt nhà rồi. Ông đi tới 8-9 giờ chắc đi tăng 2. Đó, từ 6 giờ đến 8 giờ đến 9 giờ 3 tiếng đồng hồ nữa ông làm gì? Phải suy nghĩ chứ. Dạ. Bắt buộc phải suy nghĩ thôi. Dạ. Một tuần một buổi thì may ra còn có thể khả dĩ bỏ qua được đúng không? Dạ. Tuần 6 ngày vậy thì bắt buộc phải nghĩ thôi. Nha, cái đó không phải là bận xấu đâu nha. Dạ. Rồi bây giờ nè, em mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em thì hiện tại chắc em không mong muốn vợ thay đổi gì đâu. Cứ vậy đi mình như ơi. Như vậy là tốt lắm rồi. Em thấy vợ em rất là tuyệt vời. Dạ, tuyệt vời. Rồi còn em? Em thì mong chồng em là bớt sạm lại. Bớt nhây với lại bớt cái tính nóng lại. Chồng em nóng tính lắm. Dạ, chỉ bớt có nóng như vậy rồi. Thôi. Dạ. Tại vì bớt nóng thôi. Dạ. Cái sạm cái nhây nó vui mà. Lắm á, vui lắm á. Nhưng mà nhây quá chị. Bớt dội bom nguyên tử đi. Dội bây giờ đứa con em nó hửi hết trơn. Dạ. Không phải một mình vợ em hửi đâu mà hai mẹ con nó hửi á. Ủa cái mặt này hiền khô vậy mà nóng gì trời. Nóng phải có nguyên nhân chứ. Dạ đúng rồi, cũng phải có nguyên thường nhân. Thường những cái chuyện gì mà em nóng tính? Nói chung là ví dụ như mà vợ em, ví dụ như mà em đi mà ví dụ như em xin đi chơi á, mà về mà trễ 8 giờ về đi là vợ khó chịu rồi, mình cứ xin lỗi á, không chịu rồi mình cứ kiểu như mình cũng bực lên á. Mình cũng bực lên mà tính mình cũng hay nóng trong tất cả công việc khác nữa, không phải công việc như vậy. Nhưng mà em ít khi em nóng với vợ em lắm. Nóng với vấn đề về công việc ngoài thôi. Dạ. Vợ mình thì em không có nóng với vợ. Đừng nóng vợ dạ. Đang có bầu á, nóng á tội nghiệp lắm. Dạ. Tại nó mệt lắm, có bầu dạ. Nó mệt lắm luôn. Nhất là cái mùa nóng này nữa em. Đúng à rồi. Mùa nóng nực với lại vợ còn nhỏ lắm, 21 tuổi là quá nhỏ để mà làm vợ và làm mẹ. Dạ. Thành ra là chưa có kinh nghiệm và cũng chưa có chuẩn bị hết mọi thứ để có thể đón là đối diện với một cái gia đình nhỏ, rồi cái công việc làm mẹ ra làm sao, rồi làm vợ như thế nào. Thành dạ. Ra là em phải hỗ trợ hết sức dạ. Cho, dạ. cho vợ em. Dạ. Đó nhé. Dạ. Mỗi ngày thì anh nghĩ là em nên cầm cái đàn. Dạ. Đàn những bài hát nào, thiếu nhi cho con mình nghe. Dạ. Bên cạnh đó tặng cho vợ mình bài hát rồi lâu lâu trước khi sờ tim mẹ mình hát cho dạ. mẹ nghe bài nữa. Không, để cho vui vẻ cả nhà. Dạ. Nha. Dạ. Thôi anh chúc cho hai mẹ con em mẹ tròn con vuông. Dạ. Vợ chồng luôn luôn yêu thương nhau. Dạ. Hạnh phúc mãi mãi em dạ. nha. Dạ. Rồi. Dạ, cảm ơn.